xe mới về không? Dạ mới về chú ơi. À, cháu tên gì? Dạ con tên Đạt ạ. Tên gì? Tên Đạt chú. Tôi tên Hùng Phước, quê Bạc Liêu à. Quê Bạc Liêu hả? Ở Thuận Tây á. Còn cháu quê ở đâu lên? Dạ con quê ở đây luôn chú. Quê ở đây luôn hả? Ở xã nào? Dạ xã Xuân Bảo. À Xuân Bảo. Mới về luôn hàng, mới tay nè. Xuân Bảo là Bảo Bình đó hả? Dạ xã Xuân Bảo, xã Bảo Bình khác nhưng mà chung huyện chú. À chung huyện. Cẩm Mỹ chú ơi. À quyền Cẩm Mỹ. À mới về đây hả? Dạ, mới về. Ồ, mới về lô máy này đẹp dữ ta. Ồ, đang ráp vô hả? Dạ, đang ráp. Còn thằng mà áo mà nó có cái đen ra đó, thằng đó đâu vậy? Đó hả? Ừ. Mới vô chú ơi. Mới vô hả? Mới vô. À. Chà, về đẹp dữ ha, hàng đẹp ha. Ca 900 nè. Mà sao để cho câu nào câu móp vậy? À vậy hả? IC60G IC7500 có đề. Chiếc kia chiếc gì cháu? 750 luôn hả? 3 chiếc 750. 6 chiếc hả? Cẩu vô bớt rồi hả? Hả? À, ở ngoài đây hết. À đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 trời. Mắt chú dạo này kém quá. Nhìn gà hóa dịch. Trời ơi cái vỏ nè, ở cái mâm nó còn ấy luôn nè. Ha. Còn tem luôn. Còn tem mặt luôn. Mới len xà beng luôn, ghê thiệt. Đây nè. Cái này phải kiếm mấy chiếc nào mới ráp vô nó đúng bộ nó nha. Này mới chú. Ừ. Ai cháu tên gì? Tên Tâm. Tâm hả? Quê đâu? Quê Bạc Liêu. Thằng kia nói về tiền bạc không à? Hả? À. Mấy giờ lô đẹp quá cháu ha? Dạ, đẹp. Cái này mình bán giá cháu có biết giá khoảng nhiêu chiếc không? Không biết hả? Dạ. Anh Mẻo biết hả? À, anh Bảy á. À, à rồi, ok. Rồi. Ở bà con nào có nhu cầu thì gọi 0844 08 5555 nha bà con nha. Gặp ông Vũ Văn Bự. Rồi, mến chào bà con.